Vì sao? Vì trong đây vô minh cho đến lão tử chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây bốn niệm trụ cho đến tám tri thánh đạo chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết tám giải thoát, chín định thứ đệ trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây tám giải thoát, chín định thứ đệ chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết tịnh quán địa cho đến Như Lai địa trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây tịnh quán địa cho đến Như Lai địa chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết cực hỷ địa cho đến pháp vân địa trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây cực hỷ địa cho đến pháp vân địa chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết năm loại mắt, sáu phép thần thông trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây năm loại mắt, sáu phép thần thông chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết bậc dự lưu hướng cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật trong pháp nội không
cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây bậc dự lưu hướng cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật, chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật thành thục hữu tình trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật thành thục hữu tình chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy thiện hiện các đại Bồ Tát, khi thực hành bát nhã ba la mật đa, tuy quán các pháp đều vô sở hữu, đều bất khả đắc, hoàn toàn thanh tịnh, cho nên không có người đại thừa xuất trụ. Nhưng dùng vô sở đắc làm phương tiện để đại thừa, từ trong ba đường sanh tử, đến an trụ nơi trí nhất thiết trí, suốt đời vị lai, làm lợi ích an lạc cho loài hữu tình, không đoạn, không tận. Hết quyển thứ 492.